Sư hoàn Thủy cho con được hỏi ở nước Nhật Bản các sư trong chùa cũng có vợ con và còn được người trong xã hội Nhật Bản xem đó là chuyện bình thường, chuyện đương nhiên. Vậy xin sư giải thích dùm con rằng liệu các sư ở Nhật có phạm vào giới ba la di không? Trước khi trả lời, quý vị vui lòng cho sư biết là quý vị có nghe rõ hay không ha? có nghe rõ hay không tại vì sư sư sợ là có thể nó pin nó yếu rồi quý vị nghe không có rõ ờ, còn về cái câu hỏi này đó thì thưa với quý vị đó, muốn mà phạm ba la di thì phải là tỳ kheo mới phạm ba la di ba la di tức là bất công trụ ừ. còn à, một người không phải là tỳ kheo thì đương nhiên làm gì có ba la di cho họ phạm. Tại sao sư nói cái chuyện này? Bởi vì khi mà một vị tỳ kheo á mà lấy, nó lấy vợ thì chưa tới mức đó. Nhưng mà chỉ cần có cái sự quan hệ với người nữ, nha, có sự quan hệ với người nữ, thì ngay lập tức vị đó không còn là tỳ kheo nữa tức là vì đó đã phạm ba la di rồi đó dù có che giấu hay là không che giấu thì vì đó cũng không còn là tỳ kheo nữa và nếu như vị đó đứng ra làm chứng cho một cái buổi vị đó đứng ra tổ chức một cái buổi lễ xuất gia cho một một cái người khác thọ tỳ kheo thì không thành tựu bởi vì để thành tựu một vị tỳ kheo phải là một vị phải là vị tỳ kheo mới truyền giới cho vị khác thọ tỳ kheo được còn nếu như vị đó không còn là tỳ kheo nhưng vẫn đắp y à, tự nhận mình là tỳ kheo vị đó đã phạm ba Lê di rồi thì có đứng ra tổ chức thì cũng không có giúp cho người khác lên được tỳ kheo tức là nếu như mà mình muốn xét á, mình phải xét ngược trở lại những cái vị tu sĩ Nhật Bản đầu tiên nha tính từ khi mà vị đó các vị đó mà thọ các vị đó mà phạm Balaji thì kể từ cái đời của các vị đó là đã ở Nhật Bản đã không còn thì không còn tiền kheo nữa bởi vì các vị đó có cho người khác thọ cho người khác thọ giới thì nó cũng không thành tựu thì kể Nhật Bản kể từ những cái thời kỳ đầu tiên đó đã không còn tỳ kheo nữa thành thử bây giờ hiện tại bây giờ ở Nhật Bản á, mình kiếm đâu ra để mà phạm giới ba la chỉ vấn đề sư nói không muốn phạm ba la phải là tỳ kheo nhưng mà mình mất tỳ kheo từ đời đời nào rồi thì làm gì có mà phạm ba